Hello tất cả anh em mình nha. Hôm nay anh em đi coi đua xe hết anh em ơi. Em ở nhà em lôi cái bộ áo này ra quay video cho anh em mình tham khảo chơi nha. Em muốn chia sẻ với anh em là thì cái bộ áo này là xe nhà. Con xe Movista nha anh em. Toàn bộ đồ riêng nó còn đầy đủ hết nha. Mình mới quay lên đây để chia sẻ với anh em nè. Từ dàn mũ nhám cho tới ghim từng con ốc luôn nha anh em. Đó. Thì sơ lược để mình nói về áo da dách thị trường bây giờ ha. Thì loại ghim theo xe bây giờ thì nó có giá trị nhất anh em. Thứ nhất là loại ghim theo xe ha. Thứ hai là loại ghim tồn kho. Thứ ba là hàng loại 1. Đó. Thì ba cái hàng này ghim theo xe thì nó có giá trị nhất, nó giá trị rất là cao nha anh em. Những con xe tháo ra là nó có cái giá trị nha. Giá trị về những cái màu xanh Movista nè, đỏ đen candy rồi đó, rồi vàng đen, rồi màu đen đó. Những cái mẫu áo đó là rất là hot ở thị trường hiện tại, cho nên là giá thành nó rất là cao nha anh em, những cái bộ áo theo xe ha. Rồi về áo da dách tồn kho trong hộp có tem mác đầy đủ của hãng, thì chất liệu nó cũng như nhau, chất liệu của hãng nha anh em, nó sản xuất thì cũng như nhau, nhưng mà nó khác nhau thì tí để mình nói cái sự khác nhau ha. Và cái áo da dách tồn kho trong thùng nó sẽ rẻ hơn cái dàn áo này đó, rẻ hầu như phần nửa luôn nha anh em. Đó. Nó tầm cỡ 8 triệu 10 triệu ha. Còn bộ áo ghim theo xe mà đẹp như thế này, những cái màu mình vừa nói đó, thì nằm giá tầm 18 20. Dao động tới 25 nha anh em. Đó. Những dàn áo đời thấp thì nó sẽ cao hơn nữa nha. Đó. Thì rồi tới cái dàn áo loại 1. Thì loại 1 thì nó giá nó tầm 3 triệu đấu lại anh em. Thì chắc mũ nó sẽ không có bằng cái mũ này. Và nó có ba vớ này nọ nha anh em, tí mình nói chuyên sâu về cho anh em mình dễ nắm ha. Đó. Rồi mình đi sâu vô nè. Đây. Cái dàn mũ nhắm nè. Đó anh em thấy ha. Đó, Movista của mình là đắt 27 nè. Khi anh em nhìn mấy cái đèn rồi đó. Đó anh em ngó vô có thể thấy nè. Đó. Đồ ghim này sẽ có đắt hết nha anh em. Đó. Đây, dàn mũ nè. Anh em để ý những cái mũ ghim và mũ tồn kho nó sẽ không có ba vớ mấy cái này nha anh em. Còn mũ loại 1 nó sẽ có ba vớ này họ. Cái này là vừa bị qua giớ cái hàng loại 1 nha. Đó, và cái bản 5. Đây. Bản 5 thì nó rất là mỏng nha anh em. Đó. Nè, bản 5 những cái gạch ô vuông này nè nó rất là mờ, đó, là mấy đúng cái hàng zin nha. Mình quay anh em xem chi tiết. Như anh em mà thích chơi áo rồi nha anh em. Nè. Đây. Toàn bộ những cái mũ nhám mà nhựa nó đều ghim hết nha anh em. Mình quay lên đây để cho anh em mình sau này có xem đồ đủ dễ ha. Nè. Đó anh em thấy không, đắt 5 ha. Đắt 5 là cái ô vuông nó sẽ rất là mờ nha. Và cái một mấy cái này nè. Mấy cái này nè sẽ ít ba vớ. Đó. Anh em để ý nha. Sẽ ít ba vớ. Còn cái hàng loại 1 á, những cái chữ này nè nó sẽ những cái chữ và cái bảng 5 á nó sẽ nhô ra rất là cao nha anh em. Đó. Và nó có ba vớ nha.
Mộc dây sên luôn. Đó, nét rất là mỏng nha. Rồi về cảng nè, anh em xem cảng ha. Cảng zin của 2017 thì những cái đời đồ nó sẽ có đát nha anh em. Đó. Nhìn vào cái đèn này sẽ thấy ở đát 2017 ha. Và trên đây sẽ có số nha anh em. Mình lấy cái này ra cho anh em ha. Đó. Thường 2016 thì nó chữ số 6 nha. Chữ số 5 nè kia nha anh em. Còn 2017 thì nó sẽ số 7 nha. Tại vì mình về rất là nhiều cảng mình để ý mình những cái này là đát luôn nha anh em. Đó, nó rất chính xác nha. Đó. Đây tới Mongol nè anh em. Đó. Bản năm nó rất là mờ nha anh em nè. Và nó sẽ được phủ một lớp sơn. Đó anh em thấy không? Phủ một lớp sơn thì anh em sẽ nhìn cái lớp sơn ở ngoài so sánh với lớp sơn ở trong nha anh em. Đó. Phủ sơn nhẹ nè. Ba vớ không có nè. Đó. Chữ là chữ nét mỏng nè. Không có nhô lên nhiều ha. Đó. Ốp dè, đó cũng vậy nha anh em. Ốp dè thường thì không có phủ sơn nha anh em. Ít khi phủ sơn lắm nha anh em nè. Cái dè này còn chấm sơn vàng luôn nha anh em. Đó. Bản năm này nó rất là mờ nha. Là mày đúng cái gì. Đây. Đó, mình sẽ quay chi tiết từng món đồ cho anh em xem. Ủa nhám nè. Đó. Có đát hết nha anh em. Đó, 5U rất mỏng nè. Những cái nút này không có ba vớ nè, xin nhắc lại anh em ha. Hàng lô 1 nó sẽ ba vớ mấy cái nút này anh em nhìn sẽ biết ha. Và cái bảng 5 nó sẽ nhô rất là cao nha anh em. Đó. Chữ nó cũng lớn nữa nha. Quay chi tiết xem từng món đồ zin luôn nha anh em. Áo này nó rất là nhờ. Bây giờ anh em rất là nhức cái đầu về những cái áo này ha. Đó, mặt nạ. Bản năm mỏng. Có phủ sơn. Ok. Đó. Logo Muta, logo vàng nha anh em. Bên hông cũng vậy nha. Đó, tới hai cái bụng nè. Và ngoài thì tem zin rồi nó dễ rồi nè. Đó. Thì anh em nhìn phân biệt cái áo zin theo xe và cái áo hàng tồn kho là nhìn vào cục mút nè. Đó. À, mình hướng dẫn cho anh em là cách nhìn cục mút nè. Cục mút để mình biết được là dàn áo zin theo xe và dàn áo hàng mới loại 1 gì đó. Đó, nói chung là vậy. Là mình nhìn và thêm cái nước sơn đó nha anh em. Áo này của mình là áo zin theo xe nhưng mà mắc cục mút nè. Đó, mình đã thay cục mút xám vào nè. Đó, anh em thấy không? Cục mút zin của áo zin theo xe nó sẽ cục mút trắng vàng nha anh em. Đó, trắng ngã vàng nha. Đó nè, anh em thấy không? Toàn bộ được phủ sơn nhẹ nhẹ, nhẹ nè, phớt qua nha anh em, chứ không phải xịt đấy nha. Phớt qua nè. Đó, bản năm mỏng nè. Đó. Và bên đây cũng vậy. Tất cả những cái dàn áo zin theo xe đều được phủ sơn về nha anh em. Đó. Phủ sơn mà mờ nhạt nhạt vậy nè. Và cái bản năm nó rất là mỏng. Đó. Đấy, xong mình sẽ nói thêm. Đó, dàn mũ nhám ở đây ha. Đó, mấy cái nút này ba vớ hết nha anh em.
ý là của hãng mà nó còn ba vớ nhẹ, là khi mà hàng lộ một rồi sẽ có ba vớ rất là nhiều, và bản năm này sẽ rất là to nha anh em. Mình nhắc lại với anh em nè, đó, áo này áo rin không có một món lai tạp nha anh em. Đây và mũ nhám của nó sẽ rất là nhám nè, không phải nhám nhuyễn nha anh em, này nhám to nha anh em. Rồi về cái ngoài trước nè, đó anh em thấy nha, mình quay lại để phân biệt ở bên trong cái này kia thôi nha anh em. Ở ngoài thì nó quá tuyệt vời rồi, ở ngoài anh em nhìn chủ yếu là mình coi đồ chứ không có cần coi màu sơn này nọ nha anh em, nên mình lướt qua nhanh, mình không có chú trọng bên ngoài nhiều lắm. Đó, đây mình lật hai cái lên nha, đó anh em thấy không. Vì sao mà những cái xe thùng á, anh em ngó vào cái mỏ cài như thế này thì anh em sẽ thấy được, à, biết bộ áo này bộ áo gin, bộ áo lô, đó là ta nhìn vào mỏ cài này nha anh em, mỏ cài nhẹ thôi là nhìn biết. Thì nó phủ sơn cái này, những cái cánh bẩn cái nè sẽ được phủ trơn rất là nhẹ nhàng nè anh em thấy không. Đó, cái này nó đã nhám rồi thì xịt sơn lên, ta sẽ xịt phớt qua thôi, những cái cánh bẩn mà bộ áo sơn lại nó sẽ bóng nha anh em. À, anh em bắn có chỗ bóng này nọ đó, đó bản năm nè, đó được phủ sơn ha. Rồi bên đây cũng vậy này anh em, đó phủ sơn, đó phủ sơn xanh hết nè. Đó. Rồi lên đến cái dè nè. Đây. Đó anh em thấy không? Xanh nữa nè. Đó, bản năm rất là mỏng nè, chữ rất là mỏng. Đó. Ba vớ trên những cái này nó không có nè. Đó. Đây. Đầu đèn nè, đó những cái đất đèn nó sẽ có năm rồi nha anh em nè, anh em thấy không? Đó gáo đèn này 2017, xe 2017 thì gáo đèn 2017 và nhan trong đây nè, nó có cái hiệu 2017 nè, nó anh em nhìn thấy ha. Rồi trên đây cũng được phủ sơn nè. Đó, không còn chỗ đen luôn nha anh em. Đất nông nè. Đó. Rồi đây. Đồng hồ rin nè. Mới chạy có 7.000 mấy rồi nha anh em. Đó. Tháo nguyên trên xe mình quay cho anh em xem ha. Đây đồng hồ thì 2016 2017 nha anh em, tùy đời nha anh em, 16 này nha anh em. Đó đất năm nè, mỏng ha. Đó, siêu đồ chưa bóc luôn nha anh em. Thêm lật cái này lại rồi chung lại hết nè. Đây thì anh em nhìn có thể nhìn nè, tổng quan nè. Đó, vàng áo riêng theo xe của mình sẽ được phủ sơn nhẹ nè anh em, thấy xanh không đó. Và cục mút phía sau phải còn khi mà anh em đi coi xe,
một mút phía sau phải còn. Đó là về anh em chưa gành nha anh em. Đó, cục mút phía sau này phải còn nè. Đó, nhìn ngó ngó vào những cái bảng năm nè, có phủ sơn này nọ không nè. Và cánh bửng trước nè, mổ dè trước nè. Khi mà xe đi, anh em này nọ, anh em không có bung áo ra coi được nha anh em. Coi kỹ nè, mặt nạ nè, mấy cái chỗ dễ coi đó, nhìn lên là biết ha. Mua gùa này nọ. Đó, coi áo ghim ha. Thì dàn áo ghim nó sẽ khác, nó chỉ khác với dàn áo ghim theo xe, nó chỉ khác với dàn áo tồn kho là nó được phủ màu sơn nha anh em. Đó, được phủ màu sơn nhẹ đó. Còn lại bao nhiêu nó sẽ giống y chang nha anh em. Đó, thì dàn áo ghim theo xe thì anh em rất là ưa thích, cho nên là giá thành nó rất là cao. Còn áo tồn kho thì anh em giá nó hơi thấp xíu. Đó, những cái mu gùa nè anh em thấy không, mu gùa xanh. Đó, mu gùa xanh phủ sơn ghim của hãng này nha anh em. Đó, anh nhớ coi áo thì anh em coi cục mút nó phải còn nè. Và những cái móng miếng, hai miếng bụng nè, phải có sơn ha. Phải có sơn. Và nhìn cái bảng năm nha anh em. Đó, phân biệt là nhìn bảng năm nữa nè nha. Cái bảng năm và chữ. Và những cái nút gùi này. Đó, nó quan trọng nha anh em. Những nút này hàng lô nó sẽ có bài vớ này nọ nha anh em. Đó, những cái món phủ sơn này mình xin nhắc lại với anh em nè. Mua gùa, mặt nạ, hai miếng yếm sau, hai cái bửng trước và mỏ dè cùng với đầu đèn. Đó, mấy món đó là phủ sơn nha anh em. Thì mình coi mình chia sẻ ở đây để anh em coi áo này nọ. Đồ dây dách thì nó rất là phức tạp. Mình cũng nghiên cứu rồi, đó là những cái kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm của mình sang những cái đồ mua phụ tùng này kia của anh em nha anh em. Mình không biết coi bị anh em vẽ chết luôn. Rồi, clip của mình tới đây là kết thúc. Thì anh em có thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký nha anh em. Sau này mình sẽ phân biệt những cái đồ gia dắt khác, còn rất là nhiều món nha anh em. Hôm nay mình sang hướng dẫn cho anh em phân biệt cái những cái bộ áo đèn trước đèn sau này nọ, cản này nọ nha anh em. Đó, mình chia sẻ ít kinh nghiệm gì thôi. Anh em có cái kinh nghiệm để đi mua áo tồn này nọ nha anh em, áo ghim theo xe rồi này nọ ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Những clip sau thì mình có cái gì hay thì mình đưa lên hướng dẫn với anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.